Làn da của mình chưa sử dụng facelift, mình muốn cho bạn thấy sự lão hóa trên khuôn mặt của mình, đó là chảy xệ, sụp mí và nhiều nếp nhăn. Mình sẽ dùng sản phẩm trên nửa khuôn mặt của mình để bạn trải nghiệm sự khác biệt và kết quả đạt được của mình nhé.